Rồi hello anh em ha. Nay em về được con Huawei Na 346 anh em. Máy phải nói là siêu đẹp luôn ha. Mặt tiền anh em. Chốc sơn nhẹ tí ha. Quá đẹp, khủng khiếp, bugin zin đồng bộ zin trăm trăm anh em, hàng bảy nha. 346B. Cái dòng 346 này thì được sản xuất tại Thụy Điển anh em. Phụ tùng thì nó giống với thằng 353 100% ha. Anh em mà xài sau này nó có trục trặc gì á là anh em cứ thay vào 353 vô là ok hết nha anh em. Còn anh em muốn thay đồ 346 thì cứ alo em ha. Em là chuyên phụ tùng 346 và 3467 luôn ha. Dòng Huawei Na chính hãng của Thụy Điển anh em. Giống Miwin thằng 353 và hàng mới anh em. Anh em có thể là anh em cắt nha. Làm khoảng tiếng hồ là nó bị đuối máy anh em. Giật rất là khó nổ, nhưng mà 346 là khác nha. 346 hàng được sản xuất tại Thụy Điển nên đồ đạc nó dày dặn cực kỳ nha. Chạy càng nóng càng bốc nha, chứ không có kiểu mà xìu xìu giống như 353 bây giờ đâu. Ba cái hàng thùng bây giờ thì nó thiết kế chạy tạm mỏng thôi chứ không có được ngon đâu anh em. Càng ngày làm càng đồ nó càng mỏng chứ càng dở lên, chạy theo cái thị trường giá cả anh em. Còn những cái hàng mà xuất bên châu Âu như 346 này thì khỏi phải bàn nha anh em. Cái bất cứ cái chi tiết nào trên máy cũng đều là made in Sweden nha anh em. Bất cứ chi tiết nào luôn ha. Chụp giật, ốp lam hay là tay thắng hay bất cứ cái gì nha anh em. Nè, áo nè. Made in Sweden nè. Em tháo áo em quay cho anh em coi cho nó dễ nha anh em. Bên trong nó còn rất là đẹp nha. Con này về em thay đúng con dây xăng nha anh em. Đây. Thay đúng con dây xăng mới thôi, còn nhiêu là zin hết ha. Chế zin theo máy nè. Hàng này còn siêu đẹp luôn anh em. Rồi anh em nào cần 346 hàng bãi VIP đẹp thì alo em con này ha. Cái đầu này em bán 4.7 triệu nha anh em. 4.700.000. Bán ra bảo hành động cơ anh em là 1 năm nha. Máy zin 100% anh em. Hai đúng còn dây xăng nha. Rồi anh em nào muốn lên 5 sên luôn á thì 5.3 triệu nha anh em. 47 5.3 triệu làm lên cho làm thép này cho anh em luôn nè. Này làm xịn nha anh em, làm xuồng nha. Đó anh em nghe tiếng thép là biết ha. Đó. Siêu bền luôn, làm này chạy phải là đẳng cấp luôn nha anh em. Làm này 5 tắc nha, đúng 5 tắc nha. Rồi anh em nào cần liên hệ em ha. Zin đồng bộ nha anh em.